Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu các bạn tham gia một chương trình để góp nhận 1725 token REN đến từ trang CoinMarketCap các bạn. Thì chương trình để góp này nó sẽ random cho 2.000 người may mắn các bạn. Thì tổng dư thưởng là 1725 token, mình nhân cho 0.06. Thì các bạn có khoảng, nếu bạn nào trúng gian này có khoảng là nhận được 103 đô các bạn. Là mình tính giá 0.06 đó các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản trên trang CoinMarketCap các bạn. Sau khi có tài khoản trên trang CoinMarketCap xong thì các bạn click vào phần link thứ hai, phần link sự kiện nè. Các bạn nhấp vào bio gạch cùng các bạn. Bạn đăng nhập vào các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn bấm vào up to wallet nè. Các bạn cho nó một sao các bạn. Rồi các bạn lướt xuống bấm cho này drop nè. Rồi tiếp tục các bạn join kênh Telegram Seller nữa nè. Các bạn cố gắng làm dự án này nha tất cả các bạn. Biết đâu các bạn may mắn các bạn. Rồi. Tiếp tục con follow của CoinMarketCap và follow dự án nè. Mình vào một chat thứ follow rồi các bạn. Thì trên CoinMarketCap mình đã follow rồi các bạn. Các bạn like với đồng bài đi các bạn. Các bạn bắt đắp lên các bạn. Rồi tiếp tục có follow dán. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Phần bạn copy cái hashtag mà. Rồi các bạn copy cái hashtag này, A cộng này nè các bạn. Đang mình tweet các bạn ơi. Cho nó đầy đủ thông tin. Rồi các bạn like nè các bạn dính dẫn với tweet nha các bạn. Các bạn dán hashtag nó vào nè. Rồi bạn tweet lên nha các bạn. Sau khi tweet lấy xong thì các bạn xuống đây nè. Dòng đầu tiên các bạn điền địa chỉ bên BSMatchen Bet20 trên chocolate của mình nha các bạn. Rồi các bạn dán vào nha các bạn. Rồi dòng thứ hai thì các bạn điền là username Twitter của tất cả các bạn nè. Dòng thứ ba thì các bạn điền username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn bấm mở ra nè. Mở ra nè. Thì username Telegram thì các bạn mở Telegram mình nè các bạn. Các bạn nhấp vào ba gánh cùng, nhấp vào setting nè. Thì các bạn copy username mình nè các bạn. Còn username Twitter thì nằm chỗ này nè các bạn. Bạn nhấp vào ba gánh cùng, các bạn copy username Twitter bên chỗ này nè. Rồi nghe tất cả các bạn bấm vào chỗ này góp thôi các bạn. Như vậy là xong rồi các bạn. Ok, như vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận 1724 token REN để đem kết thúc nha các bạn. Thì mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.